Hôm nay tôi nói với các ông về giáo hội. Chúng ta dùng chữ giáo hội hoặc là chúng ta vẫn nghe các cha nói chữ hội thánh. Giáo hội và hội thánh thì nhìn một cách tổng quát thì giống nhau. Giáo hội và hội thánh giống nhau. Chúng ta thấy người ta dùng chữ giáo hội Phật giáo. Chúng ta thấy giáo hội tin lành hay hội thánh tin lành. Chúng ta là hội thánh công giáo hoặc là giáo hội công giáo. Nhìn tổng quát, tôi nói chữ tổng quát bởi nếu phân tích thì có vài một điểm khác biệt. Nhưng mà tổng quát đối với chúng ta, người giáo dân á, thì chúng ta có thể hiểu là hai chữ đó dùng thay cho nhau được. Hội thánh cũng được mà giáo hội cũng được. Vậy thì có nhiều người đặt ra câu hỏi như thế này là giáo hội công giáo của các ông do ai thành lập? Thì chúng ta sẽ trả lời là do Chúa Giêsu thiết lập. Giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập. Vậy thì người ta có thể sẽ nói là vậy giáo hội của các ông mới có 2.000 năm nay thôi, còn những người trước 2.000 năm mà trái đất này nó hiện hữu đâu, tỷ năm ấy, mấy tỷ năm. Vậy thì giáo hội cũng chỉ là một cái tổ chức có 2.000 năm nay thôi chứ bao nhiêu. Còn có biết bao nhiêu người không thuộc về giáo hội trước khi Chúa Giêsu lập giáo hội thì đâu có bao có biết bao nhiêu người đâu người ta có thuộc về giáo hội. Vì thế cho nên công đồng Vatican thứ hai đã đưa ra cho chúng ta câu trả lời như thế này. Các ông cũng nên nghe. Giáo hội có 2.000 năm là 2.000 năm theo cái tổ chức cơ cấu hiện nay, như chúng ta thấy hiện nay. Nếu nói giáo hội hiện diện có 2.000 năm nay là giáo hội theo cái cơ cấu tổ chức mà chúng ta thấy hiện nay là có Đức Giáo Hoàng, có các giám hồng y, có các giám mục, có linh mục, có giáo dân như chúng ta đang thấy bây giờ, thì là 2.000, từ 2.000 năm nay theo cái mẫu này, cơ cấu như thế này, tổ chức như thế này. Nhưng mà Thiên Chúa đã có ý định thiết lập giáo hội ở trong ý định của Thiên Chúa từ khi mà Chúa sáng tạo vũ trụ trời đất và con người này. Từ khi mà Chúa sáng tạo vũ trụ trời đất và Chúa đã chuẩn bị cho có giáo hội của chúng ta đó là từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Cũng xây một ngôi nhà đó, như xây một ngôi nhà, xây cái móng, xong xây tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5. Vì thế cho nên giáo hội của chúng ta được hình thành là Thiên Chúa chuẩn bị qua nhiều giai đoạn. Thiên Chúa chuẩn bị qua nhiều giai đoạn. Chúng ta vẫn nói là Thiên Chúa có một kế hoạch. Thiên Chúa có một kế hoạch trong việc cứu rỗi loài người. Kế hoạch ấy nó được thực hiện ở nhiều giai đoạn. Mặc dù là kế hoạch ấy bị con người phá vỡ, tội lỗi của con người đã phá vỡ kế hoạch chương trình của Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn dùng tình yêu thương để mà thực hiện công trình cứu độ ấy ở nhiều giai đoạn. Thiên Chúa đã có ý định ngay từ ban đầu, trong ý tưởng ngay từ ban đầu. Cho nên Chúa đã chọn các tổ chức đầu tiên cơ cấu của nhân loại và đặc biệt là Israel, là dân Do Thái. Và từ trong dân này thì Chúa Giêsu sinh ra con Thiên Chúa làm người, phát sinh xuất thân từ dòng giống Do Thái. Và Chúa Giêsu từ dân Do Thái, Chúa Giêsu lập giáo hội gồm những người theo Chúa, môn đệ của Chúa. Và Chúa thiết lập giáo hội như chúng ta thấy hiện trạng này. Còn trước Chúa Giêsu thì giáo hội ở cái mô hình khác. Tôi nói cái điều đó chắc các ông hơi khó hiểu. Nhưng mà các ông chỉ cần trả lời là không phải là giáo hội của chúng tôi mới có từ 2.000 năm nay. Nếu có từ 2.000 năm nay là có theo cái dạng hiện nay như các ông các bà thấy. Chứ còn giáo hội đã có trong chương trình của Thiên Chúa. Nhưng mà tôi nói những cái cụ thể hơn. Vậy giáo hội là gì? Giáo hội là cộng đoàn những người tin Chúa Giêsu. Giáo hội là cộng đoàn những người tin Chúa Giêsu. Đấy là giáo hội nhé. Giáo hội của chúng ta bây giờ đấy. Đặt ra cái câu giáo hội là gì? Giáo hội là cộng đoàn tin Chúa Kitô. Nhưng mà khi chúng ta nói chữ giáo hội là chúng ta nói tắt đấy. Bởi vì người ta có giáo hội Phật giáo.
Vì thế cho nên chúng ta phải nói là giáo hội công giáo là gì thì rõ hơn. Giáo hội công giáo là cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng mà cộng đoàn tin vào Chúa Giêsu thì giáo hội tin lành người ta cũng tin vào Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta lại phải nói là giáo hội công giáo là cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu mà hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Phải có hai cái tiêu chuẩn đấy. Còn nếu không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng thì là giáo hội Kitô giáo khác. Còn giáo hội công giáo, chúng ta đây là công giáo này. Tí nữa tôi sẽ nói bốn đặc tính của giáo hội. Trong đó có một đặc tính là công giáo như chúng ta vẫn đọc trong Kinh Tin Kính ấy. Giáo hội là cộng đoàn, giáo hội công giáo là cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu mà hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Cho nên những ai tin vào Chúa Giêsu mà không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng không gọi là công giáo. Mà có thể họ là tin lành, họ có thể là một, họ là chính thống. Chính thống thì cũng có những người hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Vì thế cho nên chúng ta biết là những người tin vào Chúa Giêsu nhưng mà lại chia ra thành nhiều cái nhánh bởi vì có nhiều lý do lịch sử. Bây giờ chúng ta nhìn nhận lại không phải để phê phán. Bởi vì là lịch sử thì ai cũng, nó có nhiều cái chủ quan, khách quan. Chúng ta học để biết chứ không phải học để phê phán. Vì thế mà vào thế kỷ thứ 11 thì có sự phân tách giữa người công giáo với người chính thống. Vào thế kỷ thứ 16 thì có sự phân tách giữa những người công giáo với những người tin lành. Cho nên chúng ta, cái định nghĩa tôi nhắc đi nhắc lại để không có thể thuộc lòng được, đó là giáo hội công giáo là cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Bởi vì Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, kế vị Thánh Phêrô và là đại diện Chúa Giêsu. Các ông biết cái chữ kế vị và chữ đại diện nó khác nhau nhé. Đức Giáo Hoàng là đại diện Chúa Giêsu ở trần gian và là kế vị Thánh Phêrô. Đại diện là thế nào? Khi mà tôi có công việc phải giải quyết ở một giáo xứ nào đấy, tôi không thể nào đi được vì tôi bận công việc, thì tôi cử một cha đại diện tôi đến đấy, tức là thay mặt cho tôi. Diện là cái mặt, đại là thay thế, chứ diện là cái mặt. Vì thế cái vị ấy có quyền như là như thể tôi vậy, bởi vì tôi không đi được cho nên tôi cử cái vị ấy đi. Cho nên bây giờ Chúa Giêsu đang hiện diện trong giáo hội là hiện diện vô hình. Mà giáo hội thì cần phải có một thủ lãnh hữu hình. Cho nên Đức Giáo Hoàng là đại diện của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu mới là đầu của giáo hội, là thủ lĩnh của giáo hội đích thực. Như đây là những kiến thức giáo lý rất căn bản, rất cần thiết, thưa các ông. Chúa Giêsu mới là thủ lĩnh đích thực của giáo hội. Đức Giáo Hoàng chỉ là người đại diện của người thôi. Ngày xưa Chúa Giêsu thiết lập 12 tông đồ và đặt ông Phêrô làm tông đồ trưởng. Vì thế cho nên bây giờ Đức Giáo Hoàng kế vị Thánh Phêrô, kế vị là người đến sau. Ví dụ như Đức Hồng Y Nhơn, ngài là nguyên là trước đây là tổng giám mục Hà Nội, bây giờ tôi là người kế vị, là tôi là người đến sau. Tôi là cái người đến sau thì gọi là kế vị. Vậy thì Đức Giáo Hoàng là kế vị của Thánh Phêrô, không phải là thay mặt Thánh Phêrô mà là kế vị Thánh Phêrô. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng là thay mặt Chúa Giêsu. Những cái khái niệm này các ông cần phải ghi nhớ, quan trọng lắm. Vì thế cho nên giáo hội là cộng đoàn của những người công giáo, là cộng đoàn của những người tin vào Chúa Giêsu mà hiệp thông với Đức Giáo Hoàng thì mới gọi là công giáo, nếu không thì không gọi là công giáo. Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng ở Roma thì được gọi là công giáo, nếu không, thiếu cái chữ hiệp thông với Đức Giáo Hoàng thì không phải là công giáo. Các ông thấy cho nên rất là quan trọng cái điều mà các linh mục trước khi được chịu chức linh mục phải tuyên xưng đức tin. Các linh mục trước khi nhận một giáo xứ phải tuyên xưng đức tin. Giám mục trước khi được tấn phong giám mục phải tuyên xưng đức tin.
Và cái phần tuyên xưng đức tin là phần thứ nhất. Phần thứ hai là phần tuyên xưng tuyên thệ trung thành với Đức Giáo Hoàng. Các linh mục thì trung thành với Đức Giáo Hoàng và với bề trên của mình. Vì thế cho nên vừa tuyên xưng đức tin, vừa tuyên thệ trung thành. Cái điều đó là điều quan trọng và làm nên cái mối hiệp thông cũng như vẻ đẹp của giáo hội. Tôi trở lại vấn đề giáo hội là cộng đoàn của những người, giáo hội công giáo là cộng đoàn của những người tin vào Chúa Giêsu mà hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Có nhiều ông không biết từ hôm qua nay có ai đặt câu hỏi cha Giuse không? Không biết ai đặt câu hỏi tại sao cái cờ mà chúng ta vẫn dùng, tôi về các xứ có ông cờ nhiều lắm, một nửa vàng nửa trắng đấy. Nếu chúng ta gọi là cờ tòa thánh thì không đúng đâu, không đúng đâu. Tại vì cờ tòa thánh tức là quốc kỳ của Vatican nhá. Nếu mà gọi là cờ tòa thánh có nghĩa là quốc kỳ của Vatican. Quốc kỳ của Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Quốc kỳ của Vatican là một lá cờ một nửa trắng, một nửa vàng, nhưng mà có in cái hình mũ của Đức Giáo Hoàng với hai cái chìa khóa thì mới là quốc kỳ Vatican. Còn cái cờ không có cái hình đấy, chỉ có một nửa vàng, nửa trắng thì người ta không gọi là cờ hội thánh theo đúng nghĩa. Thôi chúng ta cứ gọi cũng được, không sao. Bởi vì màu trắng và màu vàng là hai cái màu diễn tả ý nghĩa. Màu trắng là màu diễn tả sự thánh thiện. Màu vàng là màu diễn tả tính hoàng vương, tức là vua chúa. Nếu không có cái mũ và cái chìa khóa thêu ở trên cái cờ ấy thì chúng ta vẫn có thể được gọi cái màu ấy, cờ ấy là mà mang màu sắc Giáo Hoàng thì đúng hơn. Nhưng mà cái đó không quan trọng lắm. Cái đó thì không, tôi nói để các ông hiểu thôi, chứ không cần phải thay đổi cái gì cả. Các ông không cần phải bảo là từ nay phải gọi đến cái cờ nọ cờ kia không, tại nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà nếu đúng ra đấy, đấy không phải quốc kỳ Vatican. Quốc kỳ Vatican là phải có cái mũ của Đức Giáo Hoàng, mũ ba tầng, và có cái hai cái chìa khóa mới là quốc kỳ của Vatican. Cho nên các ông thấy khi nào mấy hôm nữa chúng tôi đón Đức Giáo Hoàng, chúng tôi mừng kỷ mùng 6 tháng 3, chúng tôi tổ chức ngày kỷ niệm Đức Giáo Hoàng, có Đức Khâm Sứ với có các một số đại sứ quán của các nước đến tham dự ở nhà thờ, chúng tôi sẽ trưng cái cờ của Vatican. Đó, cờ Vatican nó phải có cái mũ và có hai cái chìa khóa. Thế thì cái màu trắng và màu vàng nó nói lên hai cái khía cạnh của giáo hội. Vừa rồi tôi cũng nói một phần rồi đấy. Thứ nhất, chúng ta thấy là giáo hội của chúng ta vừa hữu hình mà lại vừa thiêng liêng. Vừa hữu hình mà lại vừa thiêng liêng. Hữu hình là chúng ta nhìn thấy nhau này là hữu hình này. Bởi vì giáo hội là gì? Thưa là cộng đoàn những người tin Chúa Kitô, mà chúng ta là những người tin Chúa Kitô là chúng ta là giáo hội. Đây là hữu hình thế này. Nhưng mà không chỉ hữu hình thôi mà còn thiêng liêng là vô hình. Thiêng liêng là vô hình. Thiêng liêng tức là các thánh nam nữ trên trời, những người đã qua đời mà tốt lành được Chúa thưởng công. Thiêng liêng có nhìn thấy đâu. Rồi có Đức Giêsu đó mình có nhìn thấy đâu. Đức Giáo Hoàng thì mình nhìn thấy, nhưng mà Đức Giêsu mình không nhìn thấy. Đức Giáo Hoàng là khía cạnh hữu hình, Đức Giêsu là khía cạnh thiêng liêng. Và tôi bây giờ đây này, tôi làm giám mục là tôi cũng là người kế vị các thánh tông đồ công. Các ông nhớ chữ kế vị nhé, phải dùng cho đúng. Tôi không phải là đại diện cho các thánh tông đồ, mà tôi là người kế vị các thánh tông đồ. Có ai nhìn thấy tông đồ đâu mà họ nhìn thấy tôi thế này, khía cạnh hữu hình đấy. Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y, các giám mục, các linh mục và giáo dân là khía cạnh hữu hình. Chúng ta nhìn thấy nhau, nhưng mà còn có khía cạnh siêu nhiên nữa là Đức Giêsu, sự thánh thiện, những người đã qua đời rồi, các thánh nam nữ trên trời, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, vân vân. Thế cho nên giáo hội vừa là hữu hình là chúng ta, mà vừa là thiêng liêng, vừa là thiêng liêng. Cái khía cạnh thứ hai, cái điều thứ hai nữa đó là bởi vì giáo hội của chúng ta là con người, cho nên cũng cần phải có một cơ cấu phẩm chất để bảo đảm trật tự. Nếu không có một cơ cấu phẩm chất thì loạn hết. Giáo hội của chúng ta là một tổ chức bao gồm những con người, mà con người có đức tin thì cần phải có cơ cấu phẩm chất, tức là người lãnh đạo.
Có người cao nhất, có người cao vừa, có người cấp trên, có người cấp dưới. Gọi là cơ cấu đấy, cái đó gọi là cơ cấu. Như là bây giờ ra một tỉnh người ta có bên bí thư, có bên hội đồng nhân dân, có bên mặt trận, có bên ủy ban nhân dân, cái cơ cấu như thế, rồi là cấp huyện, cấp xã. Như thế gọi là cơ cấu để mà duy trì cái trật tự và cái công ích chung. Vì thế cho nên giáo hội của chúng ta vừa có cơ cấu phẩm chất mà vừa là thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, mầu nhiệm là phạm vi vô hình thiêng liêng, cơ cấu phẩm chất là phạm vi hữu hình. Cũng như một gia đình ấy, phải có ông bà cha mẹ trên dưới thứ tự trước sau chứ, đâu không có loạn hết. Một quốc gia cũng vậy, một quốc gia cũng phải có cơ chế phẩm chất, có tổ chức hành chính. Vì thế cho nên cái gạch đầu dòng thứ nhất đó là cái vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Cái gạch đầu dòng thứ hai đó là vừa có cơ cấu phẩm chất nhưng mà lại vừa mang tính huyền nhiệm. Tức là ông nhìn thấy Đức Giáo Hoàng, mà Đức Giáo Hoàng là hữu hình mà ông phải nhìn thấy Đức Giê-xu nữa. Bởi vì Đức Giáo Hoàng là hữu hình mà Đức Giê-xu là vô hình, là huyền nhiệm. Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, tổ chức giáo xứ, tổ chức giáo phận là cơ cấu. Nhưng mà vì nó mang tính giống như một xã hội, tổ chức xã hội, vì là những con người, nhưng mà nó còn có cái thiêu thiêng liêng. Giáo hội của chúng ta cũng vừa mang yếu tố nhân loại, nhưng mà vừa mang yếu tố thần linh. Cho nên bây giờ một người khác người ta bảo là tôi định theo đạo, nhưng mà tôi thấy cái xứ này cãi nhau suốt ngày, tôi không theo đạo nữa. Ông trả lời với họ thì là lý tưởng theo đạo là theo Chúa. Còn chúng tôi, cái xứ này cũng đang là những người theo Chúa, chứ không phải chúng tôi là mẫu cho các ông. Vì thế cho nên giáo hội của chúng tôi vừa mang yếu tố nhân loại, nhưng mà cũng vừa mang yếu tố thần linh, thiêng liêng. Yếu tố nhân loại là gì? Là những cái tranh chấp ấy, những con người đấy. Hội này hội kia tranh chấp nhau. Tranh chấp nhau bởi vì cái áo đồng phục, tranh chấp nhau vì đi kiểu ngắn hay kiểu dài, tranh chấp nhau vì đất đai nọ kia, những cái yếu tố nhân loại. Nhưng mà giáo hội không phải chỉ có thế mà thôi, mà giáo hội còn là gia sản thiêng liêng, đức tin, đức cậy, đức mến, còn là lời cầu nguyện, còn là cái lý tưởng phấn đấu là sự thánh thiện và hoàn hảo nữa. Có Chúa ở với chúng ta nữa, có Chúa hiện diện nữa. Cho nên nếu giáo hội chỉ bao gồm tất cả những gì là hữu hình, những gì là cơ cấu phẩm chất, những gì là nhân loại, giáo hội tan lâu rồi. Giáo hội tan lâu rồi, biến mất lâu rồi. Bởi vì trong lịch sử đã có biết bao nhiêu đế quốc hùng mạnh. Liên Xô đấy, những năm trước đây, người ta tuyên bố là thành trì của xã hội chủ nghĩa nọ kia, thiên đàng dưới thế, nhưng mà có 70 năm tan à. Rồi trong lịch sử có nhiều đế quốc hùng mạnh hơn Liên Xô nhiều, tan hết rồi. Mà giáo hội của chúng ta vì là có yếu tố thần thiêng, vừa là có yếu tố siêu nhiên, vừa là công trình của Chúa, cho nên là giáo hội tồn tại. Giáo hội tồn tại như Chúa nói với ông Phêrô: Phêrô, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Quyền lực của ma quỷ không làm gì được. Giáo hội vừa tội lỗi mà lại vừa thánh thiện, đó là cái gạch đầu dòng thứ 4 đấy. Giáo hội vừa tội lỗi vừa thánh thiện. Tại Chúa tôi có nhiều người giáo dân ở cái giáo xứ kia, lúc sáng tôi nói đấy, thằng cháu nội nó đập chết, sáng nay ta bắt được nó ngoài Hạ Long rồi. Thằng cháu nội nó đánh chết bà nội nó với cô ruột nó đấy, chỉ vì đất đai thôi. Thế thì có nhiều người nói thì là đạo gì mà dạy ta làm cái điều đấy. Không, đạo không dạy nó làm điều đấy. Không bao giờ đạo dạy nó làm điều đấy. Nhưng mà đạo, giáo hội của chúng ta còn cưu mang những con người tội lỗi. Cưu mang trong lòng những con người tội lỗi như một người mẹ sinh ra 3-4 đứa con, có đứa ngoan, có đứa hư, có đứa bất hiếu, có đứa hiếu thảo. Giáo hội không bỏ một đứa nào cả, cũng như người mẹ không bỏ một đứa nào cả. Nhưng mà giáo hội cũng có rất là nhiều con cái thánh thiện, như Đức Trinh Nữ Maria là thánh thiện, thánh Giuse, bao nhiêu người thánh thiện, các thánh. Mỗi một năm là Đức Giáo Hoàng phong thánh một vài bao nhiêu vị đấy, trước thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng kỷ lục về phong thánh, bởi vì Ngài muốn nêu cao cái sự thánh thiện của giáo hội.
Vì thế cho nên giáo hội, trong lòng giáo hội vừa có những đứa con tội lỗi mà vừa có những đứa con thánh thiện. Giáo hội như người mẹ không bỏ ai mặc dù nó tội lỗi thế nào đi nữa. Đấy là cái gạch đầu dòng thứ 4, vừa tội lỗi vừa thánh thiện. Một cái điều nữa là giáo hội đang trên đường lữ hành và đồng thời giáo hội cũng đã đạt đến đích. Một người đang đi, giáo hội giống như một cộng đoàn dân chúa đang đi trước, không có tưởng tượng cái đoàn rước. Đoàn rước ấy. Giáo hội của chúng ta bước chân đi như vậy đấy. Mà đoàn rước thì bao giờ cũng phải có một cái đích điểm. Vì thế cho nên giáo hội như một đoàn dân đang bước đi và đi theo Đức Giê-xu, người Đức Giê-xu đứng đi ở đầu. Trong đoàn rước ấy có những người rất là sốt sáng, chắp tay đọc kinh, có người mặc áo dài đẹp, có người chỉ mặc quần sót thôi, có người thì rừng rưng đứng, có người đứng bên cạnh ngó xem, có người đứng trên ban công nhìn xuống, có người vừa đi vừa nói chuyện, có người chỉ đi cho vui thôi, có người thì đi vừa cầu nguyện. Giáo hội của chúng ta giống như một đoàn rước như thế. Vì thế cho nên là một đoàn rước thì lại đang trên đường đi, nhưng mà đồng thời biết chắc là mình sẽ đi đâu. Biết chắc là mình sẽ đi đâu. Mình đi đến gặp Chúa. Bởi vì đang lữ hành như thế cho nên chưa đến đích. Vì thế cho nên ông bà nào ở bên lương hay các những người giáo dân nói với chúng ta là không biết giáo hội thế nào chứ tôi thấy chán thế, chẳng ra làm sao cả. Tôi cũng không muốn theo đạo vì tôi thấy lung tung. Và không, giáo hội của chúng tôi vẫn chưa hoàn hảo, vẫn đang trên đường đi. Đang trên đường đi mà giáo hội bao gồm những người tội lỗi và những người thánh thiện. Và một cái điểm cuối cùng nữa, các ông gạch đầu dòng để thấy là giáo hội vừa là công trình của Thiên Chúa mà là vừa công trình của loài người. Trước hết là công trình của Đức Giê-xu đã thiết lập. Chúa nói với Thánh Phê-rô, tôi nhắc lại, Phê-rô là đá, trên đá này Thầy xây giáo hội của Thầy. Giáo hội là công trình của Chúa xây dựng. Nói đến xây dựng là nói đến công trình, nhưng mà cũng là của loài người nữa, bởi vì chúng ta đây này, của con người, của con người. Chúng ta đang xây dựng giáo hội đây này. Vì thế cho nên Chúa là khía cạnh siêu hình và chúng ta là khía cạnh hữu hình. Chúa là khía cạnh thiêng liêng mà chúng ta là khía cạnh trần thế. Chúa là khía cạnh vĩnh cửu mà chúng ta là khía cạnh tạm thời. Vì thế cho nên các ông thấy nó thể hiện qua hai cái màu của cờ đấy. Hai cái màu cờ nó thể hiện cái đó. Tôi nói xong tôi mới tổng kết nó thế. Vừa là thánh thiêng, siêu nhiên, vô hình, vừa là trần thế, hữu hình. Về phần giáo hội nói thế thôi, sắp hết giờ rồi, tôi nhắc lại nhé. Định nghĩa giáo hội là gì? Thưa, giáo hội công giáo là cộng đoàn những người tin vào Chúa Giê-xu mà hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Giáo hội của chúng ta đấy thì có 6 cái yếu tố có mang tính chất trong triết học, nó gọi là khái niệm đôi, tức là hai thứ liền, một cặp với nhau, một cặp với nhau, một cặp với nhau. Vừa hữu hình vừa thiêng liêng, vừa nhìn thấy vừa không nhìn thấy. Vừa là một xã hội có phẩm trật, nhưng mà vừa cũng là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Phẩm trật tức là Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Hội đồng Mục vụ Giáo Xứ gọi phẩm trật cơ cấu ấy, cơ cấu. Vừa mang yếu tố nhân loại, vừa mang yếu tố thần linh, là những con người nhưng mà có Chúa hiện diện với chúng ta. Vừa tội lỗi lại vừa thánh thiện. Nói đúng hơn là trong giáo hội có những người là người mẹ cưu mang những người tội lỗi và thánh thiện, chứ không phải là giáo hội tội lỗi. Nói điều ấy chúng ta phải hiểu. Giáo hội như người mẹ cưu mang những con người thánh thiện, bởi vì giáo hội là thánh thiện rồi, một trong 4 đặc tính của giáo hội là thánh thiện. Cho nên giáo hội như người mẹ cưu mang trong lòng có những thành viên, những thành phần tội lỗi và những thành phần thánh thiện. Giáo hội vừa đang trên đường lữ hành, một dân tộc bước đi, và giáo hội đồng thời cũng đã hướng tới một đích điểm, đã đến nơi. Bởi vì Đức Mẹ Thánh Giuse, Thánh Phaolô, Thánh Phêrô là đến nơi rồi đấy. Rồi bao nhiêu ông bà cha mẹ chúng ta đã qua đời mà được lên thiên đàng là đến nơi rồi đấy. Mà chúng ta thì chưa, chúng ta đang trên đường đi thôi. Và giáo hội vừa là công trình của Thiên Chúa, vừa là công trình của con người. Tôi với các ông đang xây dựng, đấy là những con người, chúng ta là con người. Nhưng mà không có đơn thuần gì thế, nó phải đầy đủ hai cái khía cạnh. Từ nãy giờ tôi lắp đi lặp lại. Vừa rồi tôi nói giáo hội là cái gì, bây giờ tôi nói là giáo hội có cái đặc tính thế nào. Và chúng ta vẫn đọc trong cái tin kính, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đấy là 4 cái đặc tính của giáo hội. Cho nên nếu chỉ có 3 đặc tính thôi, không phải là giáo hội công giáo.
Nếu chỉ có ba đặc tính thôi thì không phải giáo hội Công giáo. Mà các ông biết là Kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn đọc ấy, thường ấy, không phải đọc ngày Chủ nhật trong lễ đâu. Kinh Tin Kính, Tôi Tin Kính, Đức Chúa Trời là sao phép tác vô cùng dựng nên trời đất ấy. Thì Kinh Tin Kính ấy có từ thời các tông đồ cơ mà. Có từ thời các tông đồ. Còn Tin Kính mà chúng ta đọc trong cái trong thánh lễ Tôi Tin Kính Một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng thì có từ thế kỷ thứ 3. Công đồng Nicea đã có rồi thế kỷ thứ 3. Chính xác là năm 215, năm 215 đã có Kinh Tin Kính ấy rồi. Vì thế cho nên chúng ta đọc trong Tin Kính là bốn đặc tính của giáo hội là duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Vậy thì duy nhất là cái gì? Chúng ta biết đấy, có cái tình hiệp thông chỉ có một Đức Giáo Hoàng là mục tử duy nhất, mục tử tối cao, lãnh đạo và tất cả mọi tín hữu công giáo đều phải vâng lời Đức Giáo Hoàng. Duy nhất, chỉ có một tổ chức, chỉ có một người lãnh đạo, chỉ có một lễ nghi, chỉ có một đức tin, chỉ có một phép rửa, duy nhất ở chỗ ấy. Không phải là nói là tôi ở Việt Nam mà tôi làm phép rửa kiểu khác. Tôi ở Việt Nam tôi đọc lời nguyện khác. Ngày hôm nay tất cả các nhà thờ công giáo trên toàn thế giới đều phải đọc một bài phúc âm ấy. Đều phải là Chúa Giêsu vào trong hoang địa cầu nguyện và ăn chay chịu cám dỗ. Duy nhất một lễ nghi phụng vụ, một đức tin. Đức tin được cắt nghĩa như nhau, được hiểu như nhau. Chứ không phải là bảo tôi là người Việt Nam tôi hiểu đức tin theo kiểu này, tôi cắt nghĩa đức tin theo kiểu này, không được. Tôi là người Việt Nam, Chúa có bốn ngôi, không được. Duy nhất trong một đức tin, duy nhất trong một giáo hội, duy nhất trong một cách lãnh đạo, duy nhất trong một phụng vụ, duy nhất trong một lời cầu nguyện và duy nhất trong một đường hướng mục vụ. Cho nên người Việt Nam mình sang Mỹ chơi vào nhà thờ toàn là nói tiếng Mỹ thôi mà vẫn dự lễ được, bởi vì biết là đến đây, đến đâu, vẫn dự lễ được. Hay là người Tây, người Pháp, người Anh, người Tây đến nhà thờ mình, người ta dự lễ tiếng Việt, người ta vẫn dự lễ được như thường, bởi vì ta hiểu là đây là cái phần nào. Đặc tính thứ hai là giáo hội thánh thiện. Có nhiều người ta phản đối cái từ này đấy. Người ta bảo thì là giáo hội thánh gì đâu. Bao nhiêu điều phức tạp, tranh chấp. Nhưng mà giáo hội thánh thiện như tôi vừa nói. Giáo hội thánh thiện bởi vì Thiên Chúa là đấng chí thánh thiết lập giáo hội và mong muốn cho tất cả mọi người nên thánh. Chúa không loại trừ ai. Giáo hội này, giáo hội của chúng ta là phương tiện của Thiên Chúa để như một chiếc thuyền chuyên chở con người đến cái bờ bến của sự thánh thiện. Cho nên giáo hội là thánh bởi vì xuất phát từ Thiên Chúa là đấng chí thánh. Lý tưởng, mục đích phấn đấu là sự thánh thiện. Giáo hội sinh ra những người con hoa trái thánh thiện, biết bao nhiêu các thánh nam nữ trên trời. Và giáo hội luôn luôn đặt cái lý tưởng nên thánh làm đầu. Cho nên giáo hội của chúng ta mặc dù ngày hôm nay vẫn còn những bê bối, vẫn có những scandal, vẫn có những chuyện nọ chuyện kia. Nhưng mà đấy là những thành phần, những chi thể của giáo hội thôi, chứ còn không phải bản chất giáo hội. Ở đây chúng ta nói về bản chất giáo hội và đặc tính của giáo hội. Cái hướng mà giáo hội đưa con người đến là thánh thiện. Tôi nói dùng cái hình ảnh giáo hội giống như một cái con thuyền á, chở mọi người đến với Thiên Chúa, chở mọi người đến với Thiên Chúa. Và trong cái chiếc thuyền ấy có những người vui vẻ, có những người không vui. Có những người thì tự do, có những người thì miễn cưỡng. Có những người thiện chí mà có những người không thiện chí. Nhưng mà không vì thế mà anh nói cái tàu này không ra gì. Bởi vì cái tàu này nó có công, nó chở mình vượt qua biển. Nếu có một hai người trên cái tàu ấy không ra gì thì là chính cái con người ấy thôi. Chứ không phải người lái tàu và cũng không phải là chiếc tàu. Giáo hội là chiếc tàu chuyên chở con người đến với Thiên Chúa. Vì thế cho nên cái yếu tố thứ hai, đặc tính thứ hai giáo hội là thánh đấy. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiện. Thánh thiện. Còn cái thứ ba là cái chữ công giáo đấy. Thì cũng có nhiều người ta phê phán, người ta cho. Rồi bây giờ mình cứ nói chữ công giáo là kỳ thị mới lại chia rẽ. Tại vì có những người tin vào Chúa Kitô mà không phải công giáo như tôi vừa nói đấy. Công giáo có nghĩa là gì? Từ nghĩa của nó nghĩa là phù hợp với mọi nơi, mọi thời, mọi lứa tuổi, mọi người, phổ cập cho cả thế giới, bao trùm cả thế giới. Nhưng mà đương nhiên cho những ai muốn
Những ai tự do đón nhận Chúa, chứ không phải thì là lấy cái lưới mà cào tất cả đều vào đấy. Trừ ngày tận thế thì tất cả đều cào vào cái lưới thì không nói. Thế còn các giáo hội của chúng ta được gọi là công giáo, có nghĩa là giáo lý của Chúa cần thiết cho mọi nền văn hóa. Tinh thần tin mừng của Chúa cần phải thấm nhập vào mọi nền văn hóa và làm cho các nền văn hóa ấy thăng hoa phát triển. Tinh thần của Chúa cần phải được rao giảng như Chúa nói là anh em phải đi khắp thế gian, quy tụ mọi người, quy tụ các môn đệ, giảng dạy cho họ, rửa tội cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi. Cái đặc tính thứ ba là đặc tính công giáo. Đặc tính thứ bốn là đặc tính tông truyền. Tông truyền là gì? Tông là các tông đồ. Có một sự kế tiếp các đức giáo hoàng từ Thánh Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên cho đến bây giờ là đức giáo hoàng Phanxicô, hơn 200, gần 300 vị giáo hoàng. Tông truyền, chúng ta, đức tin của chúng ta là do các tông đồ truyền lại. Giáo hội của chúng ta cũng kế cũng từ các tông đồ. Đương nhiên ở thời đại nào thì phải canh tân cho nó hợp với thời đại ấy, nhưng mà những cái canh tân là những cái chi tiết phụ thôi. Những cái cốt lõi về đức tin thì không được canh tân, và những gì nó thuộc về, về tín điều, tức là những điều buộc phải tin thì không ai có quyền thay đổi. Vì thế cho nên gọi là giáo hội của chúng ta là tông truyền, là nối liền từ các tông đồ cho đến bây giờ, như là một cái chuỗi xích nó liền nhau, nó không bị gián đoạn. Mặc dù trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu hàng thế kỷ cấm đoán. Chúng ta biết là giáo hội đầu tiên ở Roma, cộng đoàn ở Roma đấy, là gần 200 năm, hơn 200 năm bị cấm đoán. Tức là từ năm 70, năm 64 thì ông Thánh Phêrô đã từ đạo rồi, giết chết rồi. Và những người giáo dân ấy đã phải tàn mát, phải chui lủi, phải sống vùng trộm ở các cái ngoài nghĩa địa. Bởi vì là tại sao mà người ta lại sống ở ngoài nghĩa địa? Vì cái luật của Roma bấy giờ, nếu mà một người giết người, một người ăn trộm, một người ăn cắp mà nó bị săn đuổi, mà nó đã chạy đến nghĩa địa thì không được phép đuổi nó, không được phép bắt nó. Bởi vì con người cần có nơi nương ẩn cuối cùng. Thứ hai nữa, nghĩa địa là cái nơi linh thiêng, nơi người chết. Cho nên là cả hàng mấy chục năm, trăm năm, một trăm năm, những người có đạo phải sống chui lùi ở dưới đất. Sống chui lùi ở dưới đất. Có những nhà nguyện ở dưới đất, khoét phải làm hang dưới đấy. Bây giờ nếu mà ai có dịp đi sang Roma vẫn được đi thăm các hang toại đạo, người ta gọi là hang toại đạo. Vì thế cho nên giáo hội gặp nhiều cái bách hại khó khăn. Chúng ta biết, tôi vừa nói đấy, vào khoảng năm 64 Thánh Phêrô từ đạo, rồi sau đó là các cuộc bách hại triền miên cho đến năm 315 mới có cái chiếu chỉ Mi Lăng Tha cấm đạo, không cấm đạo nữa. Từ năm 70 cho đến năm 315, các ông tính cho tôi hơn 200 năm mà cộng đoàn Kitô hữu kỳ lạ không bị xóa sổ. Kể cả những cái giai đoạn như thế vẫn có những người kế vị Thánh Phêrô cho đến bây giờ. Nên bây giờ là gần 300 vị. Cho nên giáo hội của chúng ta được gọi là tông truyền là như thế. Từ Thánh Phêrô cho đến bây giờ vẫn có các vị nối tiếp để làm giáo hoàng. Đó là hôm nay tôi muốn trình bày với các ông về giáo hội. Chúng ta là giáo hội. Bởi vì giáo hội công giáo là cộng đoàn những người tin Chúa Giêsu và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Chúng ta là những người tin Chúa Giêsu và chúng ta là những người hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Vậy chúng ta là giáo hội. Giáo hội không giống như một tòa nhà đẹp quá để chúng ta chiêm ngưỡng. Giáo hội không phải như một bức tranh. Nó không có liên quan gì đến chúng ta. Không, giáo hội là chính chúng ta. Chúng ta làm thành giáo hội. Cho nên là giáo hội vừa là hữu hình, vừa là thiêng liêng, vừa là có phẩm chất, vừa là mầu nhiệm, vừa là có yếu tố nhân loại, vừa có yếu tố thần thiêng, vừa tội lỗi mà vừa thánh thiện, vừa đang trên đường lữ hành mà vừa đến đích điểm rồi, và vừa là công trình của Thiên Chúa và là công trình của con người. Tôi phân tích hết rồi. Và tôi nói đến bốn cái đặc tính, đi rất nhanh thôi vì thời gian không có. Trong Kinh Thiên Kính chúng ta vẫn đọc, tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Duy nhất là tất cả chỉ có một đức tin, một phép rửa, một lễ nghi, một tổ chức, một cơ cấu, một định hướng và một phụng vụ như nhau. Thánh thiện là giáo hội, là đến từ Thiên Chúa, là đấng thánh thiện. Và lý tưởng chúng ta đạt được phải như Thiên Chúa, như Chúa Giêsu nói, các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Còn có một hai thành phần chỗ nọ chỗ kia, nó là cá nhân con người chứ không phải bản chất giáo hội.
Công giáo là một giáo lý của Chúa, tinh thần của Chúa dạy là tin mừng, có thể thấm nhập vào mọi nền văn hóa, mọi nơi, mọi thời, mọi người, không ai bị khước từ hết. Và các tông đồ, các tín hữu chúng ta đây này, có trách nhiệm phải đem giáo huấn của Chúa vào mọi môi trường xã hội, thấm nhập vào mọi môi trường xã hội. Và cuối cùng tông truyền, tức là có sự kế tục, có kế tiếp liên tục từ các tông đồ cho đến bây giờ. Từ Thánh Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên cho đến Đức Giáo Hoàng bây giờ đều có sự kế tiếp liên tục vì giáo hội là giáo hội của Chúa. Tôi cảm ơn sự chú ý của tất cả mọi người.